Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sân Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn tiền thực tăng trong những nét này mà chúng tôi không được rõ. Chào quý đại sư, quý cô tu, chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 194. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tự để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nắm mạnh thá sá quý nà ca lô cô sá bành dù bút thá bất đi bồ tí tành nhá tù hoành đà má hành tần đá ra phù. Cha này gia cần pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màng vô minh, phái tan lầm lạc chúng sinh Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu su thu su kết ta sát sa quốc khu sát kha sát thầm bác sát kha khu niềm đà bác sân sa đi á nà đá rù quá rù quần đà mất hình tầng nó rắc bù. Cha này gia cần tâm kinh vân Phật đà tâm học môn rộng để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ để pháp phàm nhắn ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận áp tế giá tê chê nó xích khà mê ê tu quá khá năng tá xà vĩ à lũ phà quê nó xa hát xà dê nó xích chả tụ. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 194. Su khổ bút tha nắp múc ba đồ, su khổ bút tha nắp múc ba đồ, su khổ bút tha nắp múc ba đồ. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, su khổ là một, bút tha nắp múc ba đồ là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Từ xuống khô, từ xuống khô là nó do cái từ xuống khá, do cái từ xuống khá mà xuất hiện cái từ na na na, từ xuống khô được hình thành. Quý vị biết chữ sukha nó là một danh từ trung tính, akrantana bum sakalinga, sukha là hạnh phúc. Nhưng mà ở đây chữ sukha này được chia theo chữ kasuik và tham án ekawatana vipati. Cho nên chữ su khá bên thành su khô. Su khô là sự an vui, sự an vui. Rồi, từ thứ hai, Bụt Thà Nam Múc Ba Đồ, Bụt Thà Nam Múc Ba Đồ, Bụt Thà Nam Múc Ba Đồ.
Ở đây chúng ta thấy do hai từ cộng lại, Buddha năng cộng với Upadu. Chữ Buddha năng do từ Buddha, Buddha là một danh từ nam tính ha, Akranta Pumringa. Và chữ Buddha ở đây được chia theo sở hữu cách số nhiều, Chát tí, quỳ pháp tí, bà vũ quá trình ha. Cho nên chữ Buddha biến thành Buddha năng. Buddha năng là của chư Phật, của các bậc đại giác ngộ, của chư Phật. Rồi chữ Upadu, chữ Upadu, Upadu do từ Upada, Upada. Ở đây Upadu nó nằm trong cái dạng gọi là chủ từ. Bathama ngày câu qua cho nó quyệt phát tí, cho nên Upadu biến thành Upadu là sự hiện khởi, sự sanh khởi, chữ hiện diễn. Vậy thì cái câu đầu tiên này, Sukho Buddha Namukbalo, sự hiện diện của chư Phật là an vui. Sự hiện khởi của chư Phật là an vui. Upadu chẳng phải Upadu hả? Cho nên mà Upadu thì nó thành ra số nhiều rồi. Nó không phải là căn ngữ, tức là cái chữ đầu tiên. Chữ hiện khởi của chữ Phật là an vui. Rồi câu số 2, Sukha Sattamma Desana, Sukha Sattamma Desana, Sukha Sattamma Desana. Chữ Sukha do cái từ Sukha ha, ở đây nó đứng trong cái dạng chủ từ số nhiều. Tức là Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Sukha biến thành Sukha, vui thay, hạnh phúc thay, vui thay, hạnh phúc. Rồi từ thứ hai, Sattamma Desana, Sattamma Desana do hai từ cộng lại ha. Chữ Sattamma cộng với Desana, chữ Sattamma nó là một cái danh từ nam tính ha. Akaranta Pumlinga, Sattamma là chánh pháp, là chánh pháp. Rồi chữ Desana, Desana đây là một danh từ nữ tính, Akaranta Ithilinga. Và Desana có nghĩa là sự thuyết giảng hay là lời dạy, sự thuyết giảng hay là lời dạy. Vậy thì câu số 2 này, Sukha Sattamma Desana, thuyết giảng chánh pháp là sự an vui. Thuyết giảng chánh pháp là sự an vui. Rồi câu số 3, Sukha Sankhasasa Makvi, Sukha Sankhasasa Makvi.
sukha sang khá sa sa mắc ghi câu số 3, chúng ta có 3 từ: sukha là 1, sang khá sa là 2, sa mắc ghi là 3. Chữ sukha thì quý vị biết rồi ha, hai câu trên đều có, có nghĩa là an vui, hạnh phúc. Rồi sankhassa, sankhassa do cái từ sankha, sankha là một danh từ nam tính, akrantapumlinga, và chữ sankha này được chia theo sở hữu các số ít. Sở hữu các số ít tức là chatti, vipatti, ekavacana, cho nên sankha biến thành sankhassa. Sankhassa là của chư tăng, sankhassa là của chư tăng. Sankhassa. Rồi cái từ samakri, chữ cuối cùng samakri, đây là một danh từ nữ tính, ikaranta ithilinga, và samakri ở đây được đứng trong cái dạng chủ các số ít, chủ các số ít. Bà tham ma ekavacana vipatti, cho nên samakri có nghĩa là sự hợp nhất, sự đoàn kết, sự hòa hợp. Samakri, sự hợp nhất, sự đoàn kết, sự hòa hợp. Câu số 3, sukha sang sasa ghi, sukha sang khasasa mất ghi, sự đoàn kết của chư tăng là an vui. Sự đoàn kết của chư tăng là an vui, là hạnh phúc. Rồi, câu cuối cùng, samakka nang tapo sukho, samakka nang tapo sukho, samakka nang tapo sukho. Câu cuối cùng chúng ta có được 3 từ: samakka nang là 1, tapo là 2, sukho là 3. Chữ samakka nang theo cái từ samakka, samakka một cái dạng sở hữu cách số nhiều ha, chát thế quy pháp tiếp và hữu quá trình á. Samakka biến thành samakka năng, samakka năng là của những người có sự đoàn kết, của những người có sự hòa hợp. Samakka năng của những người có sự đoàn kết, của những người có sự hòa hợp. Samakka năng rồi. Chữ tapo, tapo do cái từ tapa, không, tapo đó là một okaranta, một okaranta, nó thuộc về danh từ trung tính. Tapo là sự tu trì, việc khổ hạnh, sự tu trì, việc khổ hạnh. Chữ sukho do từ sukha, có nghĩa là an vui. Cái từ này chúng ta thấy câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4 đều có cái từ sukho, sukha ha. Rồi như vậy câu số 4, sự tu
tu các vị có sự hợp nhất, sự tu tập của các vị có sự đoàn kết là an vui. Như vậy câu Phật ngôn 194 cho chúng ta một ý nghĩa. Sự hiện khởi của chư Phật là an vui, sự thuyết giảng chánh pháp là an vui, sự hợp nhất của chúng tăng là an vui, sự tu trì của các vị có sự hợp nhất là an vui. Xin lặp lại ha. Sự hiện khởi của chư Phật là an vui, việc thuyết giảng chánh pháp là an vui, sự hợp nhất của chúng tăng là an vui, sự tu trì của vị có sự hợp nhất là an vui. Rồi ngài Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này: lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tam bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tam bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Là ngài Hòa Thượng Minh Châu: vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng được tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay. Rồi trong phần tư vấn, có biết nào thắc mắc gì không ạ? Alo, tư vấn có biết nào thắc mắc gì không ạ? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng câu để tìm hiểu trường âm và đoạn âm như thế nào ha. Câu đầu tiên: Sukho Buddha Namuk Bado, Sukho Buddha Namuk Bado. Câu này có được bao nhiêu từ? Alo. Câu này có 8 từ. Trong 8 từ này thì có bao nhiêu loại trường âm? 8 từ này nó chia làm 2 loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường được bao nhiêu? Trường âm thông thường được bao nhiêu? Trường âm thông thường. Rồi, 4 trường thường bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được 2 cái hộp dịch ha. Rồi, thôi hộp dịch này không xài được. Vậy thì trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? Có được 2. Và chữ bút và chữ múc là 2 trường âm nhắn. Chính xác. Câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Khâu qua, có 6 trường âm. Như vậy thì đoạn âm có tất cả là 3, phải không? Nó 3 đoạn âm không chịu, hạ giá xuống rồi, còn có 2.
Đầu tam từ thì có hai chứ làm gì tới ba. Hai là chính xác rồi. Mình chào Huỳnh Bình Tâm mới tới đạo trang của chúng ta. Rồi, như vậy là câu số 1. Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc câu số 1 không? Rồi. Câu số 1 như là được thông qua ha. Không ai thắc mắc mà cũng không chịu tham gia nữa. Là như vậy chắc là sao đây? Thắc mắc cũng phải có ý kiến, tham gia phải có sự đóng góp. Còn bây giờ quý vị coi như là không có ý kiến còi gì hết rồi, tham gia mình luôn hả? Rồi, một mình buồn Huỳnh Minh Tâm ơi. Rồi, câu đầu tiên Huỳnh Minh Tâm đi tham gia chiến đấu luôn cho đỡ buồn đi. Một mình nói nghe rất là nghe nhàm nhàm, nghe lãm nhảm chán quá, bà con ngủ hết. Thôi bây giờ câu số 1. Sukho Buddha Namo Ba Đồ. Rồi bây giờ Huỳnh Minh Tâm ôn lại coi có đúng không, bà con phân tích rồi đó. Rồi mời Huỳnh ạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vâng an sức khỏe sư Trí Đức. Dạ, kính chào quý Phật tử. Do đây nghe giọng của sư vẫn còn hùng hồn là thấy xa thú rồi. Con xin phép phân tích trường âm và đoạn âm của đoạn đầu tiên câu pháp cú 194. Cảm ơn cô Như Quang Boss bài. Su Kho Bút Tha Nam Mấp Bà Đô. Dạ, su là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, múp là trường âm nhấn, ba đô là trường âm thông thường. Trầy có chữ khô tha ba đô là bốn trường âm thông thường, có chữ bút và chữ múp là hai trường âm nhấn và không có một loại trường âm độc tao giọng nguyên âm. Còn lại chữ xú ná là hai đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con kính thỉnh sư Trí Đức. Alo, Huỳnh Minh Tâm ơi, cái room này kéo lắm. Mình đọc phân tích chính xác hay như vậy rồi mà chỉ có 3 người tăng qua. Còn room này kẹo lắm. Là bông hoa cắt hết thủ hết rồi để cúng cô hồn làm thông bãi. Cho nên coi như bông hoa coi như đem lên bàn thờ cúng hết rồi, không còn dư để mà tặng cho Huỳnh Minh Tâm đâu. Rồi quá có sức hành dung tham gia nữa hả? Rồi tặng tới 5 cành hoa nhiều dữ ta. Trong khi chiếc mấy ta sinh nhật Quỳnh hay căn bản chỉ có 3 cành thôi, còn bên này tới 5 cành. Còn chiếc kem này thôi khỏi nói, người hào phóng mà ở nhà ở gần cái chợ nên có bao nhiêu ra mà đó hút vô một đống qua chợ qua đó. Sa thủ Huỳnh Minh Tâm rất là chính xác, không có gì để mà nói. Dầu có vô trễ nữa nhưng mà lên phân tích là chính xác. Sukho Buddha Namuk Ba Đồ, câu này có hai loại trường âm ha, trường âm thông thường và trường âm nhắn, và thêm hai âm nữa. Tức là câu có 8. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sukha Sattham Made Sana. Sukha Sattham Made Sana. Sukha Sattham Made Sana. Câu số 2. Câu này có bao nhiêu trường âm? Câu này
có bao nhiêu trường âm? À, chị Kiềm, chị Nhật Quỳnh, chị Meta, nó có 5 trường âm. Bây giờ đi vô chi tiết để kéo 5 cái trường âm này ra, có phải chính xác là như vậy không? Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? À, quý vị nói trường âm thông thường có 3 ha. À, đó chính là chữ Kha, chữ D và chữ Na. Kha, D, Na là 3 trường âm thông thường. Rồi, bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? À, quý vị nói 2 trường âm nhấn ha. À, đó chính là chữ sát và chữ thập theo dõi nguyên âm. Không có thôi, chứ làm gì cho việc bự quá vậy, em biết ra Huynh Minh Tâm với lại Sức Nhật Quỳnh ha. Không có thôi chứ, cho việc bự quá, một gà nữa chứ không có việc nữa. Rồi, như vậy là câu này chỉ có 2 loại trường âm ha. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, thấy một việc bự quá, một gà to thế này chắc cũng có người lộn quá. À, rồi rồi rồi. Bây giờ mời Sức Hạnh Dung. À, câu số 2 này phân tích làm sao đây? Alo, Sức Hạnh Dung đâu rồi? Khó quá, cái này đâu dám đưa tay. À, quý vị thấy dù quý vị có phân tích rồi nhưng mà người ta vẫn thấy khó, mời cũng dám lên nữa. Bao nhiêu Sức Hạnh Dung khó phải đưa tay chứ, trời đất ơi, năn nỉ thấy bàn tay mới dùng với cô chứ, chứ đâu phải giống như cô Tự Nhiên đâu, vừa dục micro cứ chụp liền ha, cầu thủ. Rồi mời Sức Hạnh Dung ha. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Diệu Trong Gương. Kính chào, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào và tất cả cô chú anh chị trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Hoa, cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Con xin phân tích câu số 2. Sukha sattham made sana. Sukha sattham made sana. Dạ, nãy sư nói đúng, con chút xíu nữa con lộn là cái chữ thăm, con định nói là trường âm đọc trong nguyên âm. Dạ, con xin số là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dạ, sukha sattham made sana. Trong câu này có dạ, có 2 trường âm thông, 3 trường âm thông thường là chữ kha, chữ d và chữ na. Và trong nhấn có chữ sát, chữ thâm. Và đoạn âm là chữ xú, xá, chữ xú, má và chữ xá. Và con đã phân tích xong rồi. Cũng kính dâng mít là cho sư, nếu có sai xin sư sửa cho con nha. Con xin xuống mít ạ. À, sa thu Sức Hạnh Dung mà rồi cũng một đống hoa, một mớ hoa luôn. À, đâu có gì đâu khó không. À, nay vẫn đưa tay lên là phân tích được liền chứ có gì đâu khó khăn đâu, mà mắc cỡ ngại cái gì không biết nữa ha.
Ai với văn tức mà đúng là thấy quý vị Thái Quang nghĩ không? Bồng hoa là thấy xanh xanh đỏ đỏ đẹp mà còn chế không chịu mời nhiều khi không đến nữa chứ. Chán qua ai xa tổ chỉ cần dùng phân tích chính xác, không có chỗ nào sai hết. Sukha sát thầm mát đề sana có hai loại trường âm trong cái câu số 2 này. Trường âm thông thường có 3, kha chữ đê chữ na, và trường âm nhấn có 2, chữ sát và chữ thầm, còn lại là đoán âm, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi như vậy câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc giữa hai câu này ha. Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana. Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana. Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana. Bây giờ câu số 3. Sukha Sankhasasa Makri. Sukha Sankhasasa Makri. Sukha Sankhasasa Makri. Câu số 3 này mời Siddh Metta. Nhiều cái Siddh Metta đó là cái chậm là cái thấy người ta chát lên số nào cũng bất trước chát lên số đó à, cho nên không có tự tin lắm à, bây giờ nên phân tích như vậy mới chắc à ha. Khi nghe mấy ta thông cảm ha, phân tích sao cho nó đúng nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Ngài Địa Đức cũng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào, con kính lễ quý bà cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phân tích câu số 3. Sukha Sankhasasa Makri. Dạ su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, khát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, giờ ghi là trường âm thông thường. Dạ như vậy câu này chỉ có hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường thì có kha, sa, và ghi là ba trường âm thông thường, và có trường âm nhấn san, khát và mắt là ba trường âm nhấn không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và còn lại là đoạn âm, đó là số, xá. Dạ, có hai đoạn âm thôi. Dạ, như vậy con đã phân tích xong. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Alo alo 123 123. Chị có chị ca chị Nhật Quỳnh ha, đây là chị Kim tặng hoa. Bà con kẹo hoa tu hành gì mà bốn sáng dữ vậy nè ha, ích kỷ quá, người ta lớn tuổi này nên phân tích thay nè, chính xác mà đúng mà rõ ràng nè, vậy mà cái ganh tị là gì không biết nữa. Đúng thì phải tạo cho người ta bông hoa cho nhiều nhiều cho sáng cho nó đẹp chứ,
chỉ có mình Thích Ca mà Thích Nhật Quỳnh à. Còn mấy vị khác chẳng có hưởng ứng gì hết, chỉ có tặng bông tặng hoa không cũng làm biển qua học cái này là cái buồn ha, buồn không chứ mấy ta ha. Con cái thầy đúng chính xác, nhưng mà cái chỉ có hai người tặng hoa buồn thiệt ha. Đi hái chưa kịp hả? Không buồn hả? Trời ơi, phải có tâm từ chứ, từ bi hỷ xã ha, phải có tâm từ chứ. Từ này không phải là từ bỏ ha, mà từ bi, trời ơi, thương hại người ta. Rồi, sa thủ, xích mê ta, câu số 3, phân tích kiểu đó thì ai còn nói gì nữa. Sukha sankhasasa makti, Sukha sankhasasa makti, ngâm ngồi quan hệ ha. Rồi, ngâm ngồi quan hệ. Rồi bây giờ câu số 3 không có chỗ nào sai hết á, đúng hoàn toàn. Vậy thì bây giờ câu số 4 nè. Samakya nang tapo sukho. Câu này Sĩ Kim nói ngậm ngùi quan hỷ ha. Rồi đây phân tích để coi có ngậm ngùi quan hỷ câu số 4 không. Rồi con chuẩn bị nha, ngậm ngùi mà quan hỷ nè. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Như Quang Cần cho tín hiệu. Cái chữ cái ngậm ngùi quan hỷ là do sư dạy con mà. Sư, tại vì sư nói sư Lữ Tối xa thú đáng đời. Thì sư nói đừng nói đó, người ta quýnh bể mặt về má nhà ra nữa. Nói ngậm ngùi quan hỷ được rồi. Vậy thôi con không có nhiều chuyện nữa. Con phân tích câu cúng cùi ai quay câu cuối cùng của câu kinh pháp cú câu 191. Sa mấp gà nằng tóp hồ xuống hồ. Xá là đoạn âm, mấp là trường âm ngắn, gà là trường âm thông thường, nằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, bồ là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khô là trường âm thông thường. Trong câu cuối cùng này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có ba chữ là chữ ga, chữ phô, chữ khô. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một chữ là chữ năng. Trường âm nhắn cũng có một chữ thôi, đó là chữ mắt. Đoạn âm có ba chữ là chữ xá, chữ tá và chữ xú. Dạ con hết rồi, con phân tích xong rồi đó. Con có sai sư xin sửa. Con trả bích lại cho sư à. Dạ xin ngậm ngùi hoan hỷ hay là xa thú đáng đời. Cái nào hay nhất kia quý vị? Phân tích thấy có giá quá ha. Bông hoa cũng nhiều mà huynh minh tâm lại tặng nhiều nhất nữa. Thì cái câu mà ngậm ngùi quan hỷ hay là xa thú đáng đời, có hỏi huynh minh tâm mới được ha. Bởi vì tặng bông hoa nhiều thế này là phải có lý do. Có ngậm ngùi quan hỷ không huynh minh tâm, hay là xa thú đáng đời? Tặng bông nhiều quá, hồi nãy giờ đâu có tặng ai đâu, thấy huynh minh tâm đâu có tặng ai đâu ha. Mà bây giờ thấy Sĩ Kim là thấy phe ta sao, thấy ngậm ngùi quan hỷ tặng một lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái bông luôn, 10 cái xù nghe, tặng lần 10 cái bông là xù nghe. Rồi không sao, bởi vì ba câu trên á chỉ có hai loại trường âm, mà câu cuối cùng này á, câu cuối cùng này là tới ba loại trường âm luôn, cho nên nó đặc biệt ha, đặc biệt huynh minh tâm mới tặng bông vậy chứ ha. Đủ một chục là ai xà tu vậy, rất là tuyệt vời. Miền Tây một chục 14 là ha, này thôi 10 đủ rồi ha. Rồi như vậy là số 3 cũng quý vị cũng hoàn thành một cách đẹp ha.
Sukha sankha sasa makge makga nang tapo sukho Sukha sankha sasa makge samakga nang tapo sukho Sukha sankha sasa makge samakga nang tapo sukho Câu số 3, câu số 4, có ai thắc mắc gì không? Đây phân tích là chính xác. Thay vì cầm micro ai cũng run run ha. Rồi quên trước quên sau. Anh cầm micro phân tích một cách coi như là thắng rất là bình tĩnh. Người ta nói bình tĩnh mà run á. Cho nên phân tích chính xác. Rồi, sàn thu, không có ai sai sót gì hết à, bởi vì căn bản quý vị đã nắm hết rồi. Quý vị giỏi quá rồi, cho nên coi như nhìn vô là biết đúng biết sai ha. À, tuyệt vời. Bây giờ ôn lại ha. Sukho buddha namukba do sukha sattham made sana sukha sankha sasa makgi samakga nang tapo sukho Sukho buddha namukba do sukha sattham made sana sukha sankha sasa makgi samakga nang tapo sukho Sukho buddha namukba do sukha sattham made sana sukha sankha sasa makri samakgan tapo sukho Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu, vui thay. Rồi xin mời bàn tay vui vẻ. Rồi, Sĩ Kim, hôm nay thấy Sĩ Su Khá không xuất hiện cho nên thấy đưa tài lại quá ha. Rồi, Quỳnh Minh Tâm nữa, xa thủ. Con xin kính chào sư và các cô tư nữ hữu vị Phật tử. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 194. Cảm ơn cô Như Quan, cô Mê Tà cho tín hiệu nghe rõ. Chắc quý vị khác cũng nghe rõ nữa. Dạ, con xin đọc ạ. Sukho buddha namappa do sukha sattham made sana sukha sankhassa mapgi samapga nang tapo sukho sukho buddha namappa do sukha sattham made sana sukha sankhassa mapgi samapga nang tapo sukho sukho buddha namappa Pha đồ sukha sắc thầm ma đề sana sukha sằng khát sa sa mấp gì sa mấp gà nằng tấp hồ sukho sukho phúc thà nam mấp pha đồ sukha sắc thầm ma đề sana sukha sằng khát sa sa mấp gì sa mấp gà nằng tấp hồ sukho vui thai Phật ra đời vui thai Pháp được giảng vui thai tăng hòa hợp tu vui thai đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có một câu hỏi mà nãy sư hỏi mà con không dám hỏi, bây giờ con hỏi sư có trả lời được cũng được. Con thấy cái chữ sukho, sukha, sukha nó đều ra từ một chữ sukha mà sao có khi nó là nam danh từ nữ tính, có khi nó là danh từ trung tính, có khi nó là sao nó khác như vậy sư? Sư cho con biết nếu mà sư có thì giờ. Dạ con có đọc sai xin sư sửa. Dạ con xin cảm ơn sư trước ạ. Alo 123 123. Bây giờ có sửa là sửa giọng đọc trước. Còn cái từ vựng á, cái căn ngữ của nó thì cái nãy đã nói rồi, tại sao thì họ nói tại sao không chịu hỏi, bây giờ hỏi thì đã qua rồi nhưng mà cái mà bây giờ, cái chính bây giờ là cái mà đọc sai. Vạn sự khởi đầu nan, người đầu tiên đọc luôn luôn là coi như là không có tự tin lắm. Cái câu đầu tiên Sukho buddha namukba do
Thì bây giờ Buddha Namok Ba Đồ à, thì đọc chữ mốc này á, nó thành ra chữ gì á, chứ không phải chữ mốc à, bởi vì cái ở đây cái nguyên âm của nó là nguyên âm ú à, đọc là mút hả? Trời ơi, hồi nãy cũng không phải là nghe chữ mút nữa, hồi nãy là chữ gì á à, thì cái chỗ này đọc sai, phải đọc lại, đúng là phải đọc là mút, bởi vì nguyên âm ú của nó là một đoạn âm. Thì Buddha năng nè cộng với úp ba đô nè thì nó biến thành Buddha Namuk Ba Đô à, chữ múc nha, hồi nãy là không phải để chữ múc mà nó thành ra chữ gì á à, cho nên coi như nếu mà sửa lại cái này nó thiết thực hơn. Tại sao chữ su khá mà có khi là su khá, rồi tại sao chữ su khá có khi nó là su khô, tại sao cái chuyện đó. Thì bây giờ ở bên này là trời sáng rồi, không có sao gì hết á à, khi nó đứng trong cái câu đó thì nó phải tùy thuộc cái sự an vui do ai, do chư Phật mà có sự an vui, do giáo pháp có sự an vui, do sự đoàn kết có sự an vui, và do sự tu tập có sự an vui. Thì như vậy nó tùy thuộc của những cái từ đó mà sự an vui nó đến à. Rồi thôi bây giờ chỉnh sửa lại chỗ này đi, Tha Nam Múc Ba Đồ. Rồi xin mời. Dạ con xin cảm ơn sư à, con nhìn nó cái mắt con đuôi mà con cứ con nhìn nó con nhữ giống như chữ mắt vậy, con đọc sai, con xin cảm ơn sư chứ con đọc lại. Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasa Mapgi Samapga Nang Tapo Sukho Sukho Buddha Namukpa Do Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasa Mapgi Samapga Nang Tapo Sukho Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasa Mapgi Samapga Nang Tapo Sukho. Đọc lần cái chữ câu đầu coi. Sukho Buddha Namukpa Do Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasa Mapgi Samapga Nang Tapo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, hòa hợp vui thay. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc vậy này có đúng không sư? Sư cho con biết đi. À, sư cho ba cái gom sao rồi. Ui, vậy là xa thú không có đáng đời. Giờ con trả máy rồi. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Bình được tín hiệu. Hơi nhỏ hả? Dạ, để Nhật Bình coi coi. Dạ, cảm ơn chị Meta. Cảm ơn Phạm Vượng. Dạ, đạo tràng nghe lớn chưa? Nghe được chưa? Dạ, cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Nam mô Phật Tha giá. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, tại chưa có hơi. Dạ, bây giờ con xin được... còn nhỏ ha nguyên nhân vậy thôi. Nhật Quỳnh xin xuống mít dạ, kính mời đạo tràng ạ à.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú 194. Su Khô Bụt Tha Nam Múc Bà Đô Su Kha Sát Tham Má Đề Sa Na Su Kha Sang Khắc Sa Sa Mắc Ghi Sa Mắc Gà Năng Tá Bồ Su Khô Su Khô Bút Tha Nam Múc Bà Đô Su Kha Sát Tham Má Đề Sa Na Su Kha Sang Khắc Sa Sa Mắc Ghi Sa Mắc Gà Năng Tá Bồ Su Khô Su Khô Bút Tha Nam Múc Bà Đô Su Kha Sát Tham Má Đề Sa Na Su Kha Sang Khát Sa Sa Ghi Sa Ma Sa Mắc Gà Năng Tá Bồ Su Khô. Con xin đọc lần nữa. Su Khô Bút Tha Nam Múc Bà Đô Su Kha Sát Tham Má Đề Sa Na Su Kha Sang Khát Sa Sa Mắc Ghi Sa Mắc Gà Năng Tá Bồ Su Khô. Vui thai Phật ra đời, vui thai Pháp được giảng, vui thai Tăng hòa hợp tu vui thai. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con không thấy bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng, con xin xuống mic ạ. À, thấy bằng tay cô Nhật Quỳnh sao con không lên đọc với cô Nhật Quỳnh. Dạ cảm ơn cô Phạm Vượng, cô Như Quang, cô Meta cho biết tín hiệu rõ. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú 194. Su Khô và chàng nó nhảy rồi. Su Khô Bút Tha Nam Múc Bà Đô Su Kha Sát Tham Má Đề Sa Na Su Kha Sang Khát sang gát sa ma mắc ghi sa mắc gà năng tạ bồ su khô. Su khô bút thà na múp bà đồ su khà sát tham ma đề sa na su khà sang gát sa sa mắc ghi sa mắc gà năng tạ bồ su khô. Su khô bút tha na múp bà đồ su khà sát tham ma đề sa na su khà sang khát sa ma sa sa mắc ghi sa mắc gà năng tá bồ su khô. Và cái đoạn số 3 là sao nó dấp bài, con đọc lần nữa. Su khô bút tha na múp bà đồ su khà sát tham ma đề sa na su khà sang khát sa sa mắc ghi sa mắc gà năng tá bồ su khô. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp tu vui thay. Và đọc đọc cái phần tiếng Việt là nghe nó vui đó. Lành thay chư Phật giáng sanh, lành thay chánh Pháp quang minh ba tòa, lành thay Tăng bảo lục hòa, lành thay tư chúng một nhà đồng tu Hòa Thượng Giới Đức dịch. Dạ sa thú, dạ sau đây xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ quý vị chơi chờ bỏ mic xuống, quý vị để cho room hành thiền không à, hôm này room mình
Thái thiền wireless nè, quý vị không giơ tay con đọc nữa. Sukho buddha namubbado sukha sat thamma de sana sukha sanggassa samgi samak ganang ta bo sukho. Giơ tay lên quý vị ơi. Dạ quý vị giơ tay lên đọc ạ. Rồi xin mời tất cả luôn, không riêng gì xích niệm từ, xin mời tất cả lên đọc, à, không đọc đọc nữa. Đọc cho nào quý vị, tra tấn lỗ tai quý vị thôi. Sukho buddha namubbado sukha sat thamma de sana sukha sanghassa samaggi samagganang ta bo sukho. Sa thú bằng tay hạnh dung ba. Rồi xin mời lên đọc ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà với cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 194. Và cảm ơn cô Như Hoàng đã post bài. Sukho Buddha Namubbado Sukha Sat thằng ma đề sa na su kha sang kha sa sa mắc ghi sa mắc ga nang ta bồ su kho bút tha na múc ba đô su kha sát thằng ma đề sa na su kha sang kha sa mắc ghi sa mắc ga nang ta bồ su kho. Con xin đọc lại một lần nữa. Sukho buddha namubbado sukha sat thang ma de sana sukha sangkat sasa makki samakga nang tabo sukho. Vui thai Phật ra đời, vui thai Pháp được giảng, vui thai tăng hòa hợp tu vui thai. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukho buddha tha namubbado sukha sat thang ma de sana sukha sangkat sasa makki samakga nang tabo sukho. Vui thai chư Phật giáng sinh, lành thai chánh pháp quang minh ba tòa, lành thai tăng bảo lục hòa, lành thai tứ chúng một nhà đồng tu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong nha. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin phép xuống mít. Dạ con phổ biển, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép trả bài câu Pháp Cú số 194. Sukho buddha namubbado sukha sat tham ma de sana sukha sang khat sa sa ma ghi mắc ghi sa mắc ga nang ta bồ sukho. Sukho buddha namubbado sukha sat tham ma de sana sukha sang khat sa sa ma mắc ghi sa mắc ga năng. Sukha namubbado sukha sat tham ma de sa na su kha sang khát sa sa mắc ghi sa mắc gà nằng ta bồ su khô. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su khổ bút thà nam mấp bà đồ su khà sát thầm ma đề sa nà su khà sằng khát sa sa mắc gì sa mắc gà nằng tá bồ su khổ. Lành thay chư Phật Giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tới chúng một nhà đằng tu. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con kính tri ân Ngài. Và đạo tràng con xin gửi mít lại đạo tràng ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, cảm ơn Sis Mita, cảm ơn Sis Như Quang để cho biết là âm thanh tốt. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 194. Dạ, cảm ơn Sức Như Quang đã post bài lên cho nha. Những từ đọc. Dạ, 194. Sukho Buddha Namabha Do Sukha Sat Tham Made Sana Sukha Sankha Sasa Makhi Samakha Nang Tabo Sukho. Sukho Buddha Namabha Do Sukha Sat Tham Made Sana Sukha Sankha Sasa Makhi Samakha Nang Tabo Sukho. Sukho Buddha Namabha Do Sukha Sat Tham Made Sana Sukha Sankha Sasa Makhi Samakha Nang Tabo Sukho. Dạ, con xin đọc bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thai Phật ra đời, vui thai pháp được giảng, vui thai tăng hòa hợp tu vui thai. Sukho Buddha Namabha Do Sukha Sat Tham Made Sana Sukha Sankha Sasa Makhi Samakha Nang Tabo Sukho. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Lành thai chư Phật Giáng sinh, lành thai chánh pháp quang minh ba tòa, lành thai tăng bảo lục hòa, lành thai tứ chúng một nhà đồng tu. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn Ngài. Dạ, niệm từ đã đọc xong, con có đọc sai, xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con xin dâng bích lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, kính cảm ơn xích niệm từ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, máy của Nhật Quỳnh thấy nó không có được ổn. Dạ, thành ra chỉnh chưa có được nên không dám cầm mic. Thôi nghe đỡ đi nha, Nhật Quỳnh đang nói lớn thôi. Dạ, do cái phần bên trong Nhật Quỳnh nó có vấn đề rồi. Cái máy bên trong nó có vấn đề rồi nên nãy giờ chỉnh chưa được. Ừ, đúng rồi, nó bị nghẹt ở trong. Nhà, con xin được trả bài pháp cú kinh 104. Chính ở ngoài không được mà ở trong thì nó có vấn đề rồi. Dạ, cảm ơn Như Quang. Sukho Buddha Namabha Do Sukha Sat Tham Made Sana Susa Sukha Sankha Sasa Makhi Samakha Nang Tabo Sukho. Sukho Buddha Bà Đô Su Kha Sạch Tham Ma Đề Sa Na Su Sa Sành Kha Sa Sa Mặc Ghi Sa Mát Gà Năng Ta Bồ Su Khô. Su Khô Buddha Nam Mức Bà Đô Su Kha Sạch Tham Ma Đề Sa Na Su Sa Sành Kha Sa Sa Mặc Ghi Sa Mát Gà Năng Sa Mát Gà Năng Ta Bồ Su Khô. Su Khô Buddha Nam Mức Bà Đô Su Kha Sạch Tham Ma Đề Sa Na Su Sa Sành Kha Sa Sa
mặt ghi samat ga năng tabo su khô. Con thấy con sai chỗ này rồi, con đọc cho con đọc lên lần nữa. Su khô bụt thà nam ba đờ su khà sạch thầm mát đề sa nà su sa san khát sa sa mặt ghi samat ga năng tabo su khô. Vui thai Phật ra đời, vui thai Pháp giảng, vui thai tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thai thai. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Lành thai chư Phật giáng sinh, lành thai chánh pháp quang minh ba tòa, lành thai tăng bảo lục hòa, lành thai tứ chúng một nhà đồng tu. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhập kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai, ngài chỉ dạy lại cho con. Nam mô Bích Thai. Dạ, con xin được phép xuống mít, máy con nó có vấn đề rồi. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ không có ai cầm mic, con cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, âm thanh con nhỏ nên con không có dám cầm mic, mà bây giờ không có ai cầm hết, con xin phép được cầm mic. Dạ, con đang sửa máy ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Dạ con, dạ cảm ơn. Dạ con kính ghi ơn đạo tràng. Dạ con kính nhân Quách Đến Sư ạ. Alo, 123 123. Hôm nay ai đọc cũng hay hết. Đọc này cũng rõ ràng, chính xác. Nhưng mà sao mà Sư Nhật Quỳnh hôm nay mất cỡ hay sao ta? Hả? Thầm thì thó thả, nhỏ nhẹ, khẽ khàng. Sao có vẻ hôm nay Sĩ Nhật Quỳnh rụt rè quá ha? Mắc cỡ hay sao vậy? Ngộ ha. Không sao, giọng kinh nó phải vậy đó. Còn khi nào mà đọc giọng kệ ra mới lên giọng xuống giọng mới mới hay, chứ còn giọng kinh thì nó có một cái quy luật nhẹ rồi, trường âm đoạn âm. Bài già lâu lâu làm duyên có lý nha. Bài già lâu lâu làm duyên đâu có bạn Sĩ Phú Biển. Phú Biển kêu gọi đình thương ho khẹt khẹt mà ha, để chứng tỏ là cái nhà bệnh rồi có đọc sai cũng không ai nói gì hết nè mánh nè.
Dạ, mà con dám nói bà già lâu lâu làm duyên nữa chứ. Rồi, đây coi một tí coi Sít Nhật Quỳnh có lên làm duyên không? Âm thanh nghe có rõ không? Chứ hôm nay sao âm thanh kỳ quá. Rồi, chúng ta cũng đã trả nợ xong giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ nè. Đây là một câu có 8 từ. Vậy thì chúng ta chia ra 4 ha. À, nên nhớ quý vị nên đọc lần 2 câu, đừng có dừng lại một câu. Đọc một lần một hơi vậy là 2 câu nha. Mà nếu mà 2 câu thì giọng đọc nó cũng tương đối nó dễ hơn này, đọc giọng kinh. Mất chút sự phổ biến rồi. Rồi bây giờ ôn lại trước rồi có qua giọng kệ ha. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sattham Adhe Sana Sukha Sankha Sasa Makki Samakya Nang Thapo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng Hòa Hợp và Hợp Tu, vui thay. Rồi xin mời bàn tay quý vị. Chắc chắn là kỳ này là Sức Phạm Vượng đề tài ha. Này dễ mà Sức Phạm Vượng, ai với giọng Sức Phạm Vượng đọc cái này đọc theo giọng kệ thì rất tuyệt vời rồi. Rồi xin mời bàn tay quý vị tham gia nghe Sức Phạm Vượng. Dạ, con thấy ai đưa tay hết thôi, con đưa tay mà không biết con có dành của ai không, vì máy con không thấy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa, con xin kể câu 194, câu Pháp Cú 194. Su Khô Bụt Tha Nam Mô Ba Đô Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasamakki Samakganang Tabo Sukho. Sukho Buddha Namubbado Sukha Sattham Made Sana Sukha Sankhat Sasamakki Samakganang Tabo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng Hòa Hợp Hòa Hợp Tu, vui thay. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su Khô Bụt Tha Namukba Do Sukha
sát thăm ma đề sa na so kha sang khát sa sa mắc đi sa mắc ga nắng ta bồ su khổ. Lành thai chư Phật Giáng sinh, lành thai chính Pháp Quang Minh Ba Tòa, lành thai Tăng Bảo và lành thai tứ chúng một nhà đồng tu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả mic lại cho Đạo Trang. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà với cô tu nữ và kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin phép kể câu kinh Pháp Cú số 194. Dạ, cảm ơn cô Như Quang đã post bài cho con. Sukho bunna bado sukha sattam desana sukha sankhan sa samakki samagganam tabo sukho sukho buddhanam uppado sukha sattam madesana sukha sankhan sa samakki Samakkanang tabo sukho. Vui thai Phật ra đời, vui thai Pháp được giảng, vui thai tăng hòa hợp tu vui thai. Đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukho buddha namuppado sukha sattam madesana sukha sankhat sa samakki Samakkanang tabo sukho. Lành thai chư Phật Giáng sinh, lành thai chánh Pháp Quang Minh Ba Tòa, lành thai Tăng Bảo Lục Hòa, lành thai tứ chúng một nhà đồng tu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong ạ. Và con kính mời Đạo Tràng, con xin phép xuống mít.
Alo, sao nãy giờ em ru vậy nè? Hả? Chiếc Meta này, chiếc Hành Dung mà lên kệ xong đó là thấy đạo tràng chắc nghe hay quá, cái ngủ luôn rồi. À, nhập thiền hết rồi. Alo, xin Nhật Quỳnh ơi, chính là âm thanh dùm chút. À, à, mời bàn tay xin Nhật Quỳnh, chính là âm thanh. Chứ hôm nay sao cái máy kỳ cục quá. À, đây, mời bàn tay xin Nhật Quỳnh, coi là âm thanh thế nào. Cái trường hợp mà sinh hoạt mà có những âm thanh kiểu này là thất bại rồi. Rồi, bây giờ xin Thi Lâm nè, xin Phạm Vương nè. Rồi, mời xin Nhật Quỳnh nha. Dạ, con đang chỉnh âm thanh chưa xong. Sư ơi, máy rồi, vô kho rồi sư ơi. Dạ, đạo tràng có nghe không? Con nói hết sức mà con mở hết sức. Nhưng mà con vô, đúng rồi, không chỉnh được nãy giờ. Nhà nó sắp vô kho rồi, cái máy này. Hồi hôm Nhật Quỳnh đến 1 giờ đêm luôn đó. Tưởng quăng nó vô kho rồi, mai sau mở được thôi. Dung Nguyễn nghe không? Mời Dung Nguyễn lên đọc bài đi. Dung Nguyễn ơi, cứu Nhật Quỳnh đi. Tại vì Nhật Quỳnh bữa nay nó muốn căng rồi. Mời Dung Nguyễn nghe. Alo, Dung Nguyễn ơi, đâu người rồi, đọc cũng xong, kệ cũng xong rồi, lên cầm quỳnh đi. Chứ cái máy này nó nên là nó giật từ Nhật Quỳnh tới 1 giờ đêm luôn đó. 1 giờ đêm là bây giờ, sao được, bây giờ nó nhỏ lại nữa rồi. Nên, máy vô hủ, có người nói kìa. Rồi, mời Dung Nguyễn nha. Nhật Quỳnh là lớn lắm rồi đó mà đạo tràng không nghe được do cái máy đó nó lão, chưa thuộc bài, không cần thuộc bài, cứ nhìn vô đọc như ngày hôm qua đọc gì đó, đọc diệu pháp, còn đọc ai ở đâu, ngày sửa tới đó đừng có lo. Hồi sáng cầm mít ở pháp cú đọc được mà, hồi tối ở Việt Nam đọc đại đi không sao đâu. Mời nha. Dạ con kính để thành lễ sư Chí Đức. Con kính chờ các cô trong đại trường. Trời, con mới có con mở máy ra rồi bắt con dò bài rồi. Ôi, chưa kịp nhìn thấy chữ nữa luôn á cô ơi. Dạ vậy thôi con xin tiếp tục trả bài cô cấp cứu 194. Nhưng mà con đọc về có sai thì con nhờ sư sửa và các cô sửa giùm cho con. Dạ, con xin phép đọc bài. Xuất vô bút đa năng múc bát vô. Xuất ra xá đăng năm đê xá na. Xuất ra sân nha xá na xa ra. Con không có thuộc bài. Xuất ca sân nhà xá xa má gì. Xá nhà xá má ra năng. Tắp vô xuất vô. Xuất vô bút đăng na mức bát đô. Xuất ca xa đoàn xa thăng. Xuất ca
sa đàm mét đa sa na sức khô sang nhà sa 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 ma ri sa ma năng tắc vô sức khô số khô bá đăng nạp mất bá đồ sức khà sa đàm mét ma đề sa na sức khà sang ra sa sa ma di sa ma ra năng tắc bô xuất khô vui thay đức phật ra đời vui thay pháp được giảng vui thay tăng hòa hợp tôi vui thay bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh đa tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu, bản dịch của hòa thượng giới đất. Nam mô Đức Thầy Giáo. Dạ con đọc xong rồi mà đừng có gì sửa cho con. Dạ con xin phép rồi con xuống biết ạ. Alo, 123123. Siết dung quán này á, bảo đảm rằng sẽ đoạt được cái giải can đảm. Nghe người ta xúi cái này là đưa tay lên đọc. Mà đọc cái giọng này không phải là 3 ly rồi, à, 2 ly mấy hoặc là ly rưỡi rồi, thì chưa đủ 3 ly. Xin chào phố biển Quy Nhơn số 7 ha. Quy Nhơn với lại Nha Trang cũng gần gần nhau, đưa tay thuộc lét ha. Hồi xưa em cũng đọc sai như chị vậy đó, rồi đọc riết cũng đọc được ha. Nó đâu hồi xưa vô còn ngồi thở rồi cho nó khỏe bình tĩnh, đây mới vô cái đẩy lên liền kiểu đó thì sao mình đã đọc được ha. Cô giáo phải chuẩn bị giáo án rồi mới lên đến bục giảng, mới hùng hồn chứ mới tự tin. Đây để lên bục giảng mà không đưa giáo án gì cả làm sao mà giảng. Bây giờ thì học trò khôn lắm, dạy học chừng thời gian là coi như mình mở miệng ra nó biết mình muốn nói gì rồi, cho nên mỗi ngày mỗi mới cho nó dạng trước ha. Không, nhưng mà như vậy là thấy cũng can đảm. Mình dạng như vậy bảo đảm trước sau thì cũng đọc hay hả. Tại ai biểu đọc dòng kinh chứ, đọc qua dòng kệ thì coi như là đâu có ai nói năng gì, bởi vì đã gọi là kệ thì sao cũng được hết. Mà đọc dòng kinh này phải đúng trường âm đoạn âm Buddha Nam Mục Ba Đô trong và Buddha Năng ha. Đọc dòng kệ thì sao cũng được, mà dòng kinh thì phải đúng. Rồi bây giờ nghe đọc nè. Rồi rút kinh nghiệm ha. Và để đưa bài vở lên để cha đọc, mình đọc phải thuộc lòng đâu mà coi như đọc không cần bài vở ha. Nhìn vô trong mới đọc ha. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sapthamma Desana Sukha Sankhasasa Makvi Samakya Nantapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sapthamma Desana Sukha Sankhasasa Makvi Samakya Nantapo Sukho. Sukho Buddha Namukba Do Sukha Sapthamma Thamma đề sa na su ca sang khát sa sa mắc vi sa mắc ra năng ca po su khô. Cái giọng kinh nó phải có chỗ dài chỗ ngắn như vậy đó, còn cái giọng kệ thì vô tư nè.
Sukho Buddha Namobado Sukha Satham Madesana Sukha Sankhat Sasamakri Samakyanang Tapo Sukho Sukho Buddha Namobado Sukha Satham Madesana Sukha Sankhat Sasamakri Samakyanang Tapo Sukho Sukho Buddha Namobado Sukha Satham Madesana Sukha Sankhat Sasamakri Samakyanang Tapo Sukho Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng Hòa Hợp, Hòa Hợp tu, vui thay. Rồi, bây giờ còn ai đưa tay lên đọc nữa không? À, Sĩ Phạm Vượng, Sĩ Thi Lâm, Sĩ Niệm Từ. À, sao hôm nay quý vị thấy thấy Sĩ Nhật Bình cái nghe là đối giọng thỏ thẻ là cái quý vị thấy cũng coi như ngậm ngùi ha, cũng rụt rè ha. Còn ai đề tài nữa không? Khó quá hả? Khó quá. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái duyên sự này như thế nào. Còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Rồi quý vị thảo luận nha. Không đọc nữa thì coi như thảo luận. Câu Phật ngôn 194. Khi mà Đức Phật người tại Kỳ Viên thì các vị tỳ khưu đã bàn luận về một vấn đề, để rồi chính cái vấn đề đó hôm nay câu Phật ngôn 194 được hình thành. Các vị tỳ khưu đó mới bàn nhau như thế này: này chư hiền, cái điều gì là an lạc trong cõi đời này, tức là hạnh phúc trong cõi đời này là cái gì? Rồi một số thì các vị nói rằng sự an lạc đối với phương quyền thì không có. Một số cho rằng an lạc á, sánh với dục thì cũng không có. Rồi có người nói rằng sự an lạc sánh với vật thực thì cũng không có. Khi bàn cãi với nhau thì ý thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhiên của bậc đạo sư, ngài đã nghe được vấn đề đó mới khởi lên nghĩ đây là lúc mà ta phải phá tan cái sự hoài nghi này. À, rồi từ nơi hương thất Đức Phật đi đến giảng đường, ngồi vào nơi đã được soạn sẵn và mới dạy với các vị tỳ khưu như thế này: này các tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Dạ, chúng con đang nói về cái đề tài như vậy. Và Đức Thế Tôn, về câu chuyện như vậy thì sao? Này các tỳ kheo, tất cả các sự an lạc đều liên quan đến cái khổ trong vòng sanh tử luân hồi cả. Chỉ có cái sự giáng sinh của chư Phật, sự giảng giải về giáo pháp, sự hòa hợp của tăng chúng, đó là cái nhân đem lại sự an lạc trong thế gian này. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 194: Sukho Buddha Mukbado Sukha Satham Madesana Sukha Sankhat Sasamakri Samakyanang Tapo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng Hòa Hợp, Hòa Hợp tu, vui thay. Vậy thì ở đây cái điều quan trọng là sự an lạc. Mà sự an lạc do cái gì? À, sự an lạc do cái gì? Tăng hòa hợp, hòa hợp tu của tứ chúng, đó là cái những cái điều hạnh phúc mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một, giáo pháp được khéo giảng là hai,
Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có đoàn kết để duy trì và phát triển hay không. Rồi tứ chúng, chư tăng, chư ni, thiện nam, tín nữ, nói chung là tứ chúng, chúng ta có hòa hợp để tu tập hay không, đó là điều quan trọng. Cho nên có sáu cái điều đoàn kết, hay còn gọi là lục hòa. Đó là những cái pháp hòa kính, đó là những cái pháp thương tưởng, đó là những cái pháp tạo nên sự hòa hợp, sự đoàn kết. Cái điều thứ nhất là thân nghiệp từ metta kaya kamma, tức là sống hành động đối với các bạn đồng hành an trú với tâm từ, không có hận, không có sân, dù ở trước mặt hay là sau lưng, thì cái thân của chúng ta cũng không nên thể hiện sự sân hận. Điều thứ hai là khẩu nghiệp từ metta vacikamma, tức là có lời nói đối với các bạn đồng phạm hạnh an trú với cái tâm từ, không có hận, không có sân, dù là trước mặt hay sau lưng, cũng không nói lên những cái lời cáu gắt. Điều thứ ba tức là ý nghiệp từ metta manokamma, tức là có ý nghĩ đối với các bạn đồng phạm hạnh an trú với tâm từ, không hận, không sân, dù trước mặt hay sau lưng, tư tưởng của chúng ta cũng không nghĩ lên những cái điều sân hận. Và điều thứ tư là cộng hưởng về lợi lộc satha và nát phô ghi, tức là khi có những lợi lộc phát sinh một cách hợp pháp, dù ít hay là nhiều, thì cũng nên chia sẻ cho các bạn đồng phạm hạnh cùng hưởng với nhau, chứ đừng có bao giờ thấy cái cục đường thì lũng hết, một cục muối thì phải chia cho đều thì cũng không giống ai. Điều thứ năm là có giới của sa môn sila sammanyata, tức là sống với các bạn đồng tu được thành tựu về thế giới cao thượng đúng theo sa môn hạnh, tức là có giới không bị lấm nhơ, không bị bể vụn, tức là giới hạnh phải trang nghiêm, đó là điều thứ năm. Và điều thứ sáu có tri kiến của sa môn Đi-thi Samanyata, tức là sống với các bạn đồng phạm hạnh được thành tựu cái tri kiến cao thượng đúng theo sa môn hạnh, là cái loại tri kiến bậc thánh có khả năng đưa đến giải thoát diệt tận khổ đau. Như vậy thì sáu cái pháp môn này tạo cho chúng ta có sự đoàn kết. Đó là những cái pháp thương tưởng, đó là những pháp tạo nên sự hòa hợp, sự hòa khính. Và sáu điều này làm cho Phật pháp được trường tồn. Trong thời kỳ Đức Phật thì quý vị biết rằng tại thành Kosambi, một bên pháp sư, một bên luật sư, chỉ vì một cái gáo nước mà thấy mất đoàn kết. Khi mất đoàn kết, chư tăng lại chia rẽ, thì Phật tử cũng chia rẽ. Phật tử chia rẽ thì chư thiên cũng chia rẽ. Chư thiên cũng chia rẽ, ủng hộ bên luật sư, ủng hộ bên pháp sư, rồi cũng chia ra làm hai. Và khi mà đi chia rẽ như vậy rồi, thì Đức Phật ngài đã giảng hòa, thế mà chư tăng là hiếu thắng, tạo sự chia rẽ rằng ngài đã là một bậc chí tôn chí thánh, ngài đã chứng đạt được những cái pháp thượng nhân, ngài là nhờ là lớn tuổi rồi, thôi ngài hãy an hưởng sự giải thoát, còn để cái sự việc nhỏ nhen này chúng con sẽ giải quyết. Nghe là đối được Phật mà còn coi thường Đức Phật, bảo ngồi chơi xe nước đi, để dưới này là tự mình giải quyết. Nhưng mà Đức Phật coi như thấy bất kính như vậy,
nói không nghe như vậy thôi, Đức Phật vô rừng. Và khi vô rừng nên để coi như có một con khỉ, một con voi hộ độ Ngài trong 3 tháng. Và Ngài sống một cái đời sống rất là an vui. Trong khi ở đây dân tranh miệng lưỡi xảy ra hơn thua với nhau, để rồi Phật tử cảm thấy rằng tu tập kiểu này không có kết quả. Và thế là coi như chính bậc đạo sư đứng ra can ngăn hòa giải, mà đệ tử lại là coi như là hiếu thắng, không nghe lời. Và chư thiện nam tín nữ đã úp bát, để rồi đói quá có thực mới vực được đạo, đây đi ôm mình bác đi, mà coi như ăn no để rồi cãi lộn với nhau, hơn thua với nhau, chiến tranh biện lưỡi với nhau, thì Phật tử họ cũng buồn chán, úp bác không để bác nữa. Mà không để bác thì đói mèo, đói quá sức đâu để mà cãi lộn, sức đâu để mà hơn thua. Và thế là đi năn nỉ Phật tử, có thực mới vực được đạo chứ, còn bây giờ đói quá thì sức lực đâu mà còn cãi lộn nhau nữa. Thôi bà con hãy quan nghĩ, cho xin vật thực để sống qua ngày chờ qua đời. Nhưng mà Phật tử rất là cương quyết, muốn được an vui hãy vô sám hối Đức Phật. Khi nào mà sám hối với Đức Phật xong thì cái đó chúng tôi làm bổn phận của người cư sĩ hộ độ chư tăng. Và thế là phải chấp nhận chờ sống lay lắc qua ngày, chờ cho đến khi ra hạ rồi mới vô trong rừng thỉnh Đức Phật sám hối. Thì chúng ta thấy rằng cái mục đích ở đây là cái gì? Mục đích là vui thay tăng hòa hợp chúng, vui thay hòa hợp chúng. Ở đây hòa hợp tu vui thay có nghĩa là nói chung là coi như là thiện nam tín nữ rồi giới xuất gia thì coi như tỳ khưu ni, tỳ khưu tức là cái hội chúng cư sĩ và xuất gia thành ra tiêu chúng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái điều quan trọng vui thay Phật đời đời, nếu mà Đức Phật không xuất hiện trên thế gian này thì Angulima là đã phạm vô cái tội gọi là giết mẹ. Và khi đã giết mẹ thì cái ngũ nghịch đại tội nó rất là nặng nề. Và làm sao mà chứng đắc thánh quả được, làm sao mà bỏ con dao đồ tể để trở thành Phật được? Thì ở đây Đức Phật xuất hiện là một nhân duyên rất là lớn, đó là một điều rất là hy hữu ha. Có 4 điều khó sanh được làm người, khó được sống lâu, khó đọc được Phật ra đời, khó nghe giáo pháp. Thì Đức Phật ra đời đó là một điều rất khó khăn. Rồi cái điều thứ hai, pháp được giảng. Ngài Xá Lợi Phất trên con đường đi tìm đạo, nếu không gặp Ngài A Sa Chí thì làm gì mà Ngài chứng đắc thánh quả? Các pháp phát sanh lên bởi một nhân, và cái nguyên nhân đó bậc đạo sư đã hiểu rõ, đã biết rõ, và đó chính là thầy của chúng tôi. Một cái câu nói rất là bình thường, nhưng mà với trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hiểu theo cái vấn đề tứ diệu đế, nhân và quả, và Ngài chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà khi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, muốn đem cái sự an lạc của giáo pháp này san sẻ cùng thầy mình là ông Sanh Trần Gia. Nhưng mà ông Sanh Trần Gia này là người tà kiến. Dù Đức Phật đã xuất hiện, dù giáo pháp đã được trình bày, nhưng mà cái ông này cố chấp qua trong thế gian này người ngu và kẻ trí thành phần nào nhiều hơn?
Dạ thưa thầy, người trí thì ít mà kẻ ngu thì nhiều. À, nếu mà nói vậy thì bao nhiêu người trí hãy đi về với Sa môn Gotama, còn kẻ ngu để lại cho ta. Thì cái câu nói của ông đạo sĩ Sanjaya có thích hợp với cái câu thứ hai, vui thay pháp được giảng hay không? Rồi xin mời bàn tay của quý vị chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 194. Ôi, xà huynh minh tâm này, xích nhục huynh này, xà thú. À, chắc là gãi trúng chỗ ngứa rồi. Dạ, cảm ơn huynh minh tâm nhưng mà chàng huynh. Dạ, bây giờ đạo tràng có nghe được âm thanh nhục huynh rõ chưa? Ông Bích Tha, dạ. Dạ. À, cảm ơn huynh Dung Nguyễn và Hạnh Dung. Dạ, con chỉ thử mít coi cái sự mò mẫm của con coi nó có đúng tuổi không, nó có đúng chỗ không. Bây giờ nó đúng chỗ rồi. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, con này lúc con nói là cái máy con nó sắp vô kho thì có người chát cho con á, máy thì sắp vô kho mà người thì sắp vô hủ. Quý vị nghe cái câu này có hay không quý vị? Dạ, Hạnh Dung nè. Dạ, khoan từ từ, minh tâm từ từ. Từ từ rồi cháu nó nhừ. Bây giờ Liên Hoa vô sao? Liên Hoa chưa có đọc bài, chưa có kệ. Dạ, nghe dở ẹt. Dạ, không nghe dở ẹt hết sự. Dạ, nên Nhật Bình nào mời Liên Hoa. Liên Hoa ơi, đã vô được đạo tràng thì phải cầm mic, phải đọc bài thôi. Còn cái chuyện chia sẻ, từ từ chia sẻ, không có đâu mà xa, không có đâu mà mất. Liên Hoa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Liên Hoa đâu rồi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, đưa tay cầm mic là té cái đùng rồi. À, chờ chút xíu Liên Hoa vào đạo tràng để đọc. À, con xin hỏi ngài một câu. Dạ, con không có chia sẻ gì hết. Con xin hỏi, tại con nghe ngài giảng, con chưa có hiểu. Con muốn hỏi thôi. Nhưng mà chờ Liên Hoa. Rồi, Liên Hoa vào rồi. Liên Hoa ơi, Liên Hoa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Liên Hoa nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì cho Nhật Quỳnh một bàn tay đi, cho một tín hiệu đi. Alo, alo, Liên Hoa ơi, đã vào đạo tràng thì đọc bài thôi. Rồi, mời Liên Hoa nha. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Đức Đức cùng chư tôn đức tăng. Xin kính chào cô Nhật Quỳnh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ cái máy iPad của con biết nó bị sao, nó cứ bị thoát ra khỏi bài thoát không à. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cung 94 ạ. Khô Bút Thà Nam mô Bà Đồ Xuất Khà Sắc Thầm Má Đề Sa Nà Xuất Khà Sẵn Khà Sát Sà Mắc Ghi Mắc Gì Sa Mắc Gà Nặng Ta Bồ Xuất Khổ Bút Thà Nam mô Bà Đồ Xuất Khà Sát Thầm Má Đề Sa Nà Xuất Khà Sẵn Khá Sá Sà Má Dì Sá Mắc Gà Nặng Ta Bồ Xuất Khổ Bút Thà Nam Mô. Con xin đọc lại, con mới vô. Xuất Khổ Bút Thà Nam Mô Bà Đồ Xuất Khà Sát Thầm Má Đề Sa Nà Xuất Khà Sẵn Khá Sá Sa mắc gì sa mắc gà nặng ta bồ xuất khổ. Vui thay đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu, vui thay bản thích mình. Dạ
con đã đọc xong rồi. Con xin đọc kệ. Con đọc cũng thấy nó không được đúng đúng lắm, nhưng mà con cứ đọc sai cái gì thì sư sửa giúp con. Sukho Buddha Nam Mupado Asatham Madesana Sukhaska Sasamakhi Sagagamang Tapo Sukho. Lành thay chư Phật chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con, hôm nay con xin sám hối là tại vì con mới vô đạo tràng, do là em qua do nhà con có việc bận quá nên con thức hơi trễ, vậy nên không có được tỉnh táo ạ. Dạ con xin phép, con có đọc sai xin sư sửa giúp con ạ. Sà thư kính cảm ơn Liên Hoa. Dạ, Liên Hoa có gì quan hệ cho Nhật Quỳnh nha. Tại vì Nhật Quỳnh thấy ai vào đạo tràng thì Nhật Quỳnh mà kêu lên cầm bích để đọc bài thôi. Đó là Nhật Quỳnh nãy đó cũng là một cái điều mà Ngài Trí Đức muốn. Ngài muốn mình lên đọc bài, để có sai thì Ngài sửa, nên đừng có sợ sai. Dạ, cũng như Dung Nguyễn vậy đó, cứ lên đọc đi rồi từ từ sẽ tốt thôi, đừng có lo. Dạ, nếu mà mình không dám lên đọc thì mình không biết mình sai đâu. Dù mình ở dưới này mình có học bao nhiêu đi nữa, mình không mít, không cầm mít, không bao giờ biết sai. Nên là đừng có lo gì hết. Dạ, đọc sai thì sửa. Học trò mà không sai không phải học trò. Dạ, năm mươi bích hai giá. Dạ, bây giờ thì Ngài cho con hỏi một câu, tại con thấy không còn giờ nữa, nên cho con hỏi một câu ạ. Dạ, lúc nãy con nghe sư giảng về duyên sự và nói về những chư tăng phải như thế nào, Đức Thế Tôn dạy, thì con nhớ có một câu là chư tăng phải có lời từ tốn, từ hòa. Vậy hàng cư sĩ của chúng con có phải học những cái lời từ hòa, những để mà nói chuyện với nhau không? Hay là con thấy ồ con học giỏi quá, ví dụ giờ con thấy con đọc Bali giỏi quá, nên là con thấy cái bài kinh này con hiểu rộng quá, nên con thể chia sẻ. Và nếu không ai hiểu thì con rầy, tại sao mà tôi nói mấy người không có nghe, mấy người không chịu hiểu. Mình có nên như vậy không? Bạch Ngài, Ngài chỉ dạy cho con phải tu tập như thế nào trong cái bài pháp cú này ạ. Nam mô Bụt Tha giá. À, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu, vui thay. Như vậy trong những cái điều này trong những cái điều này có nói lên cái cá tính của mỗi người hay không, hay là do cái pháp độ mà chúng ta đã tu tập để rồi chúng ta thích nghi. Khi chúng ta thấy hình tướng của Đức Phật, chúng ta tăng trưởng niềm tin. Và khi tăng trưởng niềm tin thì chúng ta mới chú tâm để nghe lời giảng của Đức Phật. Chứ bây giờ chúng ta gặp Đức Phật mà chúng ta có thành kiến, chúng ta là người tà kiến mà gặp Đức Phật thì cũng giống như Ngài Liễu Tông nói, tới gần Ngài để là chụp bức hình đưa lên Facebook chơi cho vui. Vậy thì cái đó có lợi ích gì? Khi mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật thì chúng ta coi như mới có được cái tâm mà coi như là hướng về Ngài, để rồi chúng ta được nghe giáo pháp nơi Ngài. Chứ bây giờ gặp Đức Phật mà chúng ta coi như không có quan hỷ, chúng ta có thành kiến thì làm sao đây? Cho nên cái vấn đề trong những cái pháp độ mà chúng ta tu tập chúng ta đã huân tập được bao nhiêu rồi, rồi cái cá tính của chúng ta đối với đối tượng đó có thích nghi hay không. Người ta thích ăn ớt mà
mà mình cứ cho người ta ăn cái này cái kia, người ta không thích hợp sao? Người ta thích ăn mặn thì mình cho người ta ăn ngọt sao được? Trong cá tính của con người thì không ai giống ai. Chính vì vậy cho nên những cái điều nào mà chúng ta coi như thấy nó thích nghi trong một giai đoạn nào đó, cái duyên và cái nợ chúng ta gần với nhau để rồi chúng ta nương nhau mà sống. Ở đây nói đây những vấn đề là Đức Phật xuất hiện, giáo pháp xuất hiện, rồi Chư Tăng cũng xuất hiện trong cái sự đoàn kết. Quý vị đã từng nghe cái câu chuyện của Đức Vua Kapina ha, rồi Hoàng hậu, Đức Vua và Hoàng hậu khi mà nghe Đức Phật xuất hiện thế gian, lặp lại ba lần đều ngất xỉu bất tỉnh. Và mỗi lần như vậy nghe Đức Phật xuất hiện trên thế gian lặp lại thì tặng 100 đồng tiền vàng. Chỉ có Đức Phật xuất hiện thôi mà đã quan nghĩ ngất xỉu như vậy. Chưa gặp Đức Phật nghe mà đã là như vậy rồi. Và khi nghe giáo pháp đã xuất hiện trên thế gian, khi nghe Chư Tăng đã xuất hiện trên thế gian thì rất là quan hỷ. Bởi vì sao? Bởi vì niềm tin người ta đã từng quân tộc. Để rồi khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, giáo pháp xuất hiện thế gian và Chư Tăng đã xuất hiện thế gian, đã thôi thúc họ từ bỏ vương quyền, vua chúa từ bỏ, rồi hoàng hậu cũng vậy, rồi vượt qua ba cái dòng sông mà quý vị biết rằng ba cái dòng sông đó nước chảy cuồn cuộn ha, rộng thênh thang ha, nhưng mà niềm tin đối với Đức Phật, khi nghĩ Đức Phật ra đời, khi thấy giáo pháp xuất hiện và khi thấy tăng bảo đã hình thành trên thế gian, thì ba dòng sông đó do cái niềm tin mà đi qua giống như đi trên đất bằng. Thế rồi khi gặp Đức Phật làm sao? Xuất gia và tu tập thành ra một hội chúng, tức là hòa hợp tu vui thay đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với Chư Tăng. Thì bây giờ ở đây cái cá tính của mỗi người chúng ta còn phàm, ai cũng có lỗi lầm, cá nhân của chúng tôi cũng vậy. Thì đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng mình là toàn diện. Hãy nhìn những cái hay, cái đẹp của người khác để rồi mình học những cái hay, cái đẹp đó. Còn chính cá nhân của mình phải tự tha mình xuống một chút, khiêm nhường một chút để rồi mình mới thấy được cái hay, cái đẹp. Chứ còn bây giờ mình cố chấp, mình cứ nghĩ rằng mình đúng, mình giỏi, mình hay, mình là cái rốn của vũ trụ. Thì bây giờ mình sống với chính mình, càng tu cái đại ngã của mình lớn rồi mình sẽ mất gốc, không còn là thuần túy của con nữa, mà trở thành bà la môn giáo, trở thành một cái vị phạm thiên, đưa cái tiểu ngã này trở thành một cái đại ngã to đùng. Rồi chúng ta làm cái gì? Bỏ phí cả một cuộc đời, sắp xuống lỗ rồi, sắp chết rồi, bây giờ nó là chỉ vui lên để mà sống. Chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Thế bây giờ còn cái kiếm lỗi của người khác, hoặc là nhìn cái người này, nhìn người kia làm gì, trong khi mình phải nhìn lại chính mình. Mình đọc biết trường âm sai, hay là mình đọc đúng giọng, cái máy của mình hôm nay tại sao âm thanh nhỏ, mình phải khắc phục. Để sao mình nói người ta nghe được, người ta nói mình nghe được, rồi mới có một sự quan hệ. Ở đây hòa hợp tu vui thai, tức là sống với hòa nhập, với đoàn kết. Mà nếu mà phải hòa nhập với đoàn kết với nhau thì người ta nói cái gì? Đoàn kết thì sống, mà chia rẽ thì chết. Bây giờ muốn chết thì hãy đưa cái tự ngã của mình đến. Còn bây giờ mình muốn sống để được tu tập, để được làm người một cách có hữu ích, thì chúng ta phải biết quay lại với chính mình, thì cái điều đó tốt đẹp hơn.
Thôi thì thời gian sinh hoạt của chúng ta cũng vừa phải lẽ. Hôm nay quý vị đã thể hiện câu Phật ngôn 194 rất là tuyệt vời qua giọng đọc. Mặc dù Sĩ Kim có đọc lần đầu tiên đọc sai, rồi Sĩ Dung Nguyễn mới vô cái là cái cũng còn mới quá mà mới vô cái bắt cầm cô lên liền làm con người ta sợ. Ví dụ như lâu như là chiếc phố biển nè, cũng mánh mung lắm, trước khi đọc cũng ho hang vài tiếng để rửa người ta có chê nó, dạ con bệnh, con đau, rồi sao cười vậy. Rồi bữa sinh hoạt của chúng ta đến đây vừa phải lẽ, phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quá rồi hỗ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, phương Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sạch cho quá chê nã so thề vô hô tụ sập bạc đàm. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời Sĩ Hồng Nhật đến một cụm băng và chúng ta chào đón Thượng Tọa Thanh Tâm tới tháng này. Rồi, xin mời Sĩ Hồng Nhật ha. Đức Thế Tôn hiệu là Ấn Cúng. Thank you.
vô thượng sĩ. Siêu xuất tam giới, tức là ngày không còn luân hồi lại nữa. Đức Thế Tôn hiệu là Bút Đô Phật, bởi Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.